Rồi, hello các bạn, kênh Minh Trần Channel của mình tiếp tục làm video mới nha. Phần game là Rock Robot. Phần này mình sẽ đi video tiếp theo về phần 2 ra nha. Đó, sử dụng là view dealer custom bot of dealer nha, kết hợp với Telebot Buy and Invisible Button nha. Ok, bây giờ mình sẽ đặt đây vào một cái Telebot Buy. Đó, trong này một cái nữa. Rồi, bây giờ mình chạy lên đây các bạn. Chạy lên mình lấy vàng nha. Đó, lấy vàng bấm. Sau đó mình sẽ dùng lỗ thuốc tàng hình, mình sẽ dịch chuyển hai con bolit áo xanh này nha. Đó, đầu tiên mình sẽ ủi con bolit áo xanh này vô trong này các bạn. Đó, ủi cho qua bên kia. Đó, mình sẽ sử dụng là bird of dealer nha các bạn, dịch chuyển nó một cách nhanh nhất nha và không bị phát hiện. Đó, khi mình sử dụng bird of dealer này mình sẽ sử dụng lỗ thuốc tàng hình nha các bạn để không bị phát hiện. Rồi, bây giờ mình sẽ ủi cho con bolit áo xanh này vô đây luôn, đi qua cái bức tường kia luôn các bạn, để vô trong cái robot mai này của mình. Đó, đơn giản thôi, tiếp tục ủi xét dách luôn. Rồi, tức là anh ta đã đi vô trong cái robot mai của mình nha. Ok, bây giờ mình sẽ chạy lên đây và đi qua vòng đó các bạn. Đó, thế là chúng ta đã hoàn thành cái dòng level đầu tiên của phần video này nha. Rồi, dòng level y lấy hoành nha các bạn, perfect. Và tiếp theo chúng ta sẽ đi dòng level 12. Đó, đầu tiên là mình sẽ vô cái máy này, mình sẽ đặt một cái của đất mai. Đó, sau đó mình sẽ lấy cái khay. Rồi, mình đứng đây mình đợi các bạn, để cho bolit áo xanh này vòng lên trước kia. Mình lên lấy cái dạng như kia và mình sẽ dịch chuyển ông bolit áo xanh này luôn nha. Đó, giờ đi sau lưng ổng nha các bạn. Ồ, giờ cho ông quay qua đi. Đó, quay qua đây. Ok, sau đó mình sẽ uống lọ thuốc tàng hình vô, đẩy vô, ủi vô cái thằng máy này luôn các bạn. Một cái nữa thôi. Rồi, yes, tức là chúng ta đã thành công. Đó, bạn nào thấy kênh Bim Trần Channel của mình làm video hay hấp dẫn, các bạn nhớ nghe ấn comment, like, share, subscribe cho Bim Trần Channel của mình. Đó, để giúp kênh của mình mỗi ngày một cái chữ hơn ra. Ok, cái kiểu bạn thích kiểu xong hết. Rồi, tức là chúng ta đã dịch chuyển xong bolit áo xanh này. Bây giờ xuống đây. Xuống đây là có một con bolit đầu chọc. Đó, bên cánh phải của mình nha. Đầu tiên mình sẽ đặt này một cái telebot mai. Rồi, sẽ đi vô đây. Đó, đứng ở góc này các bạn. Chờ trong bolit đầu chọc này vòng qua mình sẽ đi lên. Ồ, ông đã thấy dấu chân của mình nha các bạn. Đã thấy dấu chân của mình rồi. Từ từ, dùng một chút nha. Ồ, mé một chút là bị phát hiện nha. Ủi ông lên trên luôn các bạn. Ủi lên trên để chọn đi qua cái cửa bên kia luôn. Đó, mấy một chút nữa là mình sẽ bị phát hiện. Rất là khó nha. Rồi, thế là chúng ta đã dịch chuyển xong con bolit đầu chọc này. Rồi, bây giờ mình sẽ qua bên đây các bạn. Bên đây có một con bolit áo xanh. Đó, bolit áo xanh đây mình từ từ nghe. Rồi, chờ cho camera nó quét qua một cái. Chờ cho ông chạy lên một lần nữa, chúng ta sẽ phóng vô đây lấy vàng nha các bạn. Đó, lấy mấy cái khay này, rồi thùng vàng, gương vàng thì chúng ta lấy hết. Ok, đó, và anh ta đã chạy xuống. Bây giờ mình chờ camera một chút nữa, mắc cái dấu tam giác của mình sẽ chạy lên. Ok, thế là anh ta đã chạy lên trên đó, núp bên góc này các bạn. Rồi, chúng ta sẽ vòng qua đây. Rồi, bay qua cửa này, chúng ta sẽ đặt một cái telebot mai ngay cửa này. Rồi, bây giờ mình sẽ vô, mình sẽ đẩy. Đó, mình sẽ dùng bird of dealer, ủi qua kia các bạn. Rồi, chuẩn bị ngang, ủi ngang. Wow, đó, giữ chân lại các bạn, không chạy xuống dưới kia. Đó, tiếp tục ủi đây. Rồi, ủi xuyên qua cái dách này luôn các bạn. Rồi, gần hoàn thành xong nhiệm vụ nha. Tiếp tục mình, chúng ta sẽ ủi ra. Đó, khó nha các bạn. Rồi, thế là chúng ta đã hoàn thành xong nhiệm vụ. Đó, thank you các bạn đã xem ủng hộ kênh Bim Trần Channel của mình nha. Ok, thank you các bạn, thank you so much. Giờ mình sẽ đi xuống thang máy này và qua dòng ngang perfect luôn các bạn.
Mm-hmm.